Hoàng gia Bỉ đã chào đón nhiều quan khách trọng yếu tới Bỉ tham dự những sự kiện nhân kỷ niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất. Vua Philip và Hoàng hậu Martine đã khai mạc các buổi kỷ niệm hôm thứ Hai tại thành phố Liège. Các sự kiện đánh dấu ngày Đức xâm chiếm Bỉ và Anh tuyên chiến với Đức vào ngày 4 tháng 8 năm 1914, khi xung đột bùng nổ toàn cục. Cả hai bên cho rằng cuộc chiến sẽ kết thúc vào cuối năm đó, nhưng thay vào đó, cả lục địa rơi vào cảnh khốn khó trong hơn 4 năm. Những sự kiện tưởng niệm khác cũng diễn ra ở Bỉ và Anh trong suốt ngày thứ Hai. Hôm Chủ nhật, Tổng thống hai nước Pháp và Đức đã gặp nhau tại vùng Alsace ở miền đông nước Pháp để đánh dấu 100 năm ngày Đức tuyên chiến với Pháp, cũng là sự kiện khởi đầu Thế chiến thứ nhất. Tổng thống Pháp François Hollande và Tổng thống Đức Joachim Gauck đã đặt viên đá đầu tiên tại đài tưởng niệm ở đỉnh núi, nơi 30.000 binh sĩ Pháp và Đức đã thiệt mạng.